Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Cảm ơn chân tình mà khách hàng thân thiết đã gắn bó với Minh Phụng Music từ những ngày đầu. Hôm nay buổi chuẩn bị hàng vô cùng hoành tráng từ nhà Kidman SV800, K350, K200 đến đại lý tại Hà Nội sẽ được mình gửi đến anh em. Nào chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đội vận chuyển đã có mặt tại kho từ sớm. Organ SV800 được đem ra phía ngoài tập trung lại để dễ kiểm tra đủ số lượng hay chưa. K350 được nhân viên vác trên vai, nhẹ nhàng mang ra xe. Cứ thế hai bạn thay phiên nhau mang K350 và SV800 chất lên xe qua chi nhánh 98 Bành Văn Chấn để tập trung hàng. Những thùng K350 cùng SV800 được xếp lên trên nhau, sau đó ràng dây dù cẩn thận. Dây dù có sức tải nặng và dày cứng cố định hàng, đồng thời đảm bảo an toàn khi vận chuyển. Nào khởi hành thôi. Trời trong xanh, không nắng gắt, thời tiết vô cùng dễ chịu, tiện lợi cho team đem hàng qua showroom Bành Văn Chấn. Và mình đã đến với showroom Minh Phụng Music, không gian trải nghiệm mua sắm nhạc cụ lớn tại Tân Bình. Tại đây chúng mình tự tin là địa điểm mà bạn tìm được những nhạc cụ từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Số lượng lớn organ từ nhà Kidman được tập trung ở phía sau mình đây sẽ lên đường ngay trong chiều nay. Minh Phụng Music tự hào là nhà phân phối chính thức những mẫu đàn hiện đại từ K350 đến K200 và cả cây keyboard được giới đi sâu ưa chuộng Kidman SV800. Chúng ta có thể thấy được hộp đàn nhà Kidman luôn có thiết kế đầy hiện đại và vô cùng chắc chắn, mang vẻ thẩm mỹ cao. Và sau đó tất cả những mẫu đàn từ nhà Kidman luôn được đóng gói cẩn thận và chỉnh chu trước khi đến với khách hàng. Việc thời lượng video đã dài, mình xin hẹn các bạn vào lần tới cùng team tiến hành đóng gói những cái đàn hiện đại của nhà Kidman. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy dành tặng cho Minh Phụng nút like, share, subscribe, vì đó là động lực giúp Minh Phụng Music nỗ lực hơn mỗi ngày. Khi muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0917686606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.